Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể chuyển được các cái chữ ở trong PowerPoint thành shapes Và cái lợi ích của việc chuyển chữ ở trong PowerPoint thành shapes thì có lợi ích là sao? Thì các bạn có thể nhìn thấy nếu mà chữ mà là shapes thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chức năng merge shapes để có thể tạo ra được nhiều cái hiệu ứng thú vị ở trong PowerPoint Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tạo được cái hiệu ứng này có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển chữ thành shapes bây giờ thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái hình chữ nhật và cái hình chữ nhật này sau khi đó chúng ta lại bấm vào thẻ insert và chọn text box và cái text box này của chúng ta chúng ta sẽ gọi chữ cần thiết của chúng ta vào đây ví dụ như là dt chẳng hạn rồi chúng ta sẽ chọn cái chữ dt này và mình ở đây sẽ chọn phông chữ cỡ chữ là 200 và chúng ta sẽ bấm vào B có nghĩa là bold để in đậm nó như thế này và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó màu trắng đi để chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên nền của cái hình chữ nhật này bây giờ thì chúng ta sẽ làm như thế nào bây giờ thì chúng ta sẽ nhân đôi cái hình chữ nhật này lên bằng cách là chọn cái hình chữ nhật và bấm Ctrl D chúng ta sẽ bỏ cái hình chữ nhật này sang một bên sau đó chúng ta sẽ chọn cả chữ cả hình chữ nhật sau đó chúng ta bấm vào thẻ format sau đó chọn merge shapes và chọn intersect và như các bạn đã thấy thì đây chính là cái chữ mà đã chuyển thành shape của chúng ta Chúng ta sẽ cho hình chữ nhật này về chỗ cũ và chuyển nó xuống phía lớp bên dưới bằng cách là bấm send to back Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái chữ dt Chúng ta đã chuyển được từ một phông chữ thành shapes ở trong powerpoint Và đây sẽ là nền tảng cho cái bài video tiếp theo Chúng ta sẽ tạo ra một cái logo với tên các bạn như thế này Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại